Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cần áp dụng đúng luật để minh oan cho các tử tù bị oan sai Ngày 8 tháng 8 trên Facebook cá nhân của nhà thơ Thái Hạo có bài Vô tội và ân xá Bình luận về vụ án của Nguyễn Văn Trưởng Tác giả dẫn một cách nói mà gặp trên nhiều trang Facebook trong mấy ngày qua Đó là Tôi không khẳng định rằng Nguyễn Văn Trưởng vô tội Tuy nhiên do còn có những vấn đề ABC nên tôi cho rằng cần hoãn thi hành án tử và tác giả thấy nó không ổn, bởi điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như sau: Người bị buộc tội được coi là có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định thì cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội là không có tội hình ảnh bài trên facebook của nhà thơ thái hào tác giả nhận xét có tội hay vô tội đó là các thuật ngữ pháp lý chứ không phải là cảm quan cá nhân muốn khẳng định hay kết luận một người có tội hay không thì phải dựa vào định nghĩa trên tác giả nêu giả thiết sau một năm nữa các cơ quan tố tụng đã chứng minh theo trình tự thủ tục được rằng nguyễn văn trưởng giết người thì khi đó trưởng mới bị coi là có tội còn bây giờ, với một bản án còn đầy mâu thuẫn, khuất tất, vi phạm nghiêm trọng trình tự tố tụng, chưa xem xét đầy đủ cả và khách quan chứng cứ buộc tội, thì phải khẳng định rằng trưởng vô tội. Và đây là một vụ án oan đến thời điểm này. Tác giả tiếp tục đề cập đến khái niệm thứ hai, ân xá. Và tác giả dẫn từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê cho biết, ân xá hay ân giảm là quyết định của cơ quan quyền lực nhà nước tối cao hoặc của nguyên thủ quốc gia miễn hoặc giảm hình phạt của phạm nhân đã có biểu hiện hối cải nhân dịp lễ lớn. Tác giả cho biết thêm, luật đặc xá năm 2018 cũng có định nghĩa tương tự. Như vậy, tác giả cho rằng chỉ gọi là ân xá, ân giảm hoặc đặc xá đối với phạm nhân, tức là người đã có tội. Còn với người nhận một bản án còn đầy mâu thuẫn, khuất tất, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trình tự tố tụng, chưa xem xét đầy đủ và khách quan chứng cứ buộc tội thì yêu cầu đúng đắn phải là điều tra lại, xét xử lại chứ không phải là xin ân xá. Hình ảnh huyết thư kêu an cho con của ông Nguyễn Trường Chinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Mà theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì thẩm quyền này thuộc về Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị khi có các yêu cầu, kiến nghị, đề nghị này thì bắt buộc hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại các quyết định trước đó. Tác giả hiểu rằng ai cũng vì thương và lo cho Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải và tất cả những người đã bị kết án nhưng có dấu hiệu an sai. Tuy nhiên tốt nhất vẫn nên thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật chứ không phải là xin xỏ. Tác giả nhắc nhớ đến cô giáo Lê Thị Dung khi được đề nghị nhận đi rồi sẽ được về. Cô đã dứt khoát từ chối, thà chết trong tù, chứ không đánh mất sự tôn nghiêm. Tác giả tiếp tục đặt giả thiết, nếu Nguyễn Văn Trưởng được ân xá mà trở về, thì chắc chắn tác giả cũng như mọi người sẽ vui mừng đến vỡ òa. Nhưng lẫn khuất đâu đó trong nội tâm sẽ luôn dây dứt một nỗi bẻ bàng khôn tả vì sự sống thiên liêng cao quý của con người đã được ban phát một cách tội nghiệp. Tác giả đề xuất luật đã có dấu hiệu oan sai thì quá nhiều. Vậy lúc này, Chủ tịch nước bằng quyền hạn của mình hãy ký quyết định hoãn thi hành án. Và sau đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ cần căn cứ Điều 404 đến 412 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 thì có thể cứu được các tử tù đang có nguy cơ chết oan. Theo tác giả, việc làm cần thiết và đúng đắn này vừa giúp thể hiện được tinh thần thượng tôn pháp luật, vừa giữ được sự tôn nghiêm cho tất cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đi với bản tin Cần áp dụng đúng luật để minh oan cho các tử tù bị oan sai Vì sao nhiều nước thờ ơ với đề nghị hợp tác dẫn độ tội phạm của Việt Nam Ngày 7 tháng 8, Đồng Phụng Việt có bài bình luận Bài nhàn AIC, một ví dụ nữa về mình phải như thế nào Đăng trên một trang báo quốc tế tiếng Việt Tác giả dẫn nhật báo TAZ ở Đức vừa có bài về lùm xùm quanh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và chính quyền Việt Nam. Theo TAZ, bà Nhàn, người vừa bị truy nã đặc biệt, vừa bị tòa án Việt Nam xét xử vắng mặt, rồi phạt 30 năm tù, đang cư trú ở Đức. Hình ảnh bài bình luận của đồng phụng Việt trên AFA. TAZ cho biết bà Nhàn và AIC Group vốn được trao đủ thứ danh hiệu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất, sau đỏ, doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất, thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất, chưa kể đủ loại huân chương, huy chương, bằng khen của đủ mọi cấp, đột nhiên bị xem là tội phạm, bị tấn công vì là tình nhân của ông Phạm Minh Chính và cả hai có với nhau một cô con gái. Cũng theo TAZ, mục tiêu chính của cuộc săn đuổi bà Nhàn và triệt hạ AIC là loại bỏ ông Chính. Việc bắt giữ bà Nhàn không chỉ đe dọa sự nghiệp của ông Chính mà còn gây nguy hiểm cho giới lãnh đạo quân đội Việt Nam bởi vai trò trung gian trong các thương vụ mua vũ khí của bà nhàn đó có thể là lý do khiến bà nhàn và các cộng sự thân tín của bà cùng rời Việt Nam trước khi công an Việt Nam thực hiện các lệnh bắt giữ. Tuy công an Việt Nam đề nghị lực lượng bảo vệ thực thi pháp luật trên toàn thế giới hỗ trợ truy bắt bà nhàn, nhưng theo Tiz Đức đã từ chối thực hiện đề nghị này. Dường như Mỹ cũng chưa đáp ứng đề nghị của Việt Nam bắt giữ và giao một cộng sự của bà Nhàn đang ẩn nấu tại Mỹ. Đến giờ mới chỉ có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE giao ông Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng AIC đang ẩn nấu tại UAE cho chính quyền Việt Nam. TAZ dẫn chuyện ông Tô Lâm tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức năm 2017, kèm theo cảnh báo có thể chính quyền Việt Nam sẽ tiếp tục hành xử càng rỡ như thế đối với bà Nhàn. Bởi sau khi tổ chức bắt cóc ông Thanh, chính quyền Việt Nam tiếp tục tổ chức bắt cóc ông Trương Duy Nhất năm 2019 trên lãnh thổ Thái Lan và mới đây tiếp tục tổ chức bắt cóc ông Thái Văn Đường cũng trên lãnh thổ Thái Lan. Hình ảnh bài trên nhật báo TAZ ở Đức. Tác giả bình luận khoan bàn về việc những thông tin mà TAZ cung cấp chính xác đến mức nào. Chỉ đối chiếu với những thông tin đó trên thực tế thì đã biết và đang thấy tại Việt Nam cũng có vô số chuyện đáng ngẫm nghĩ tác giả đặt câu hỏi tại sao aic có thể chọc trời khuấy nước trong một thời gian dài thực hiện nhiều thương vụ kinh thiên động địa nhưng bình an vô sự rồi đùng một cái bị lột trần tại sao đùng một cái bà nhàn từng liên tục được ca ngợi là cao quý lại trở thành tội phạm nguy hiểm như thế bao nhiêu người tin chuyện đùng một cái ấy là phòng chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể đó là ai tác giả cho rằng phải hỏi như thế bởi không ít quốc gia dù không khoan nhượng với tham nhũng nhưng lại không mặn mòi với việc hỗ trợ chính quyền Việt Nam truy bắt tội phạm. Dẫu tác hại của việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh càng lúc càng lớn nhưng tại sao không những không rút kinh nghiệm, không truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân đã ngụy tạo câu chuyện này biến chính quyền Việt Nam thành loại đối tác không đáng tin cậy mà còn tiếp tục sáng tác thêm những câu chuyện như đỗ văn sơn kế toán trưởng aic đầu thú tác giả kết luận bao giờ thì tới lúc ông trọng nhân vật thường xuyên bày tỏ sự tự hào về chính ông và đảng của ông thông qua việc nhấn mạnh mình phải như thế nào thì người ta mới đối xử như thế dùng chính mệnh đề này để tự vấn khi thiên hạ vừa đề cao cảnh giác vừa hờ hững đối với các đề nghị hợp tác hỗ trợ săn lùng giải giao tội phạm từ chính quyền do đảng của ông dựng lên ông trọng không thể nhìn ra vị thế như vậy thì tiền đồ ra sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin. Vì sao nhiều nước thờ ơ với đề nghị hợp tác dẫn độ tội phạm của Việt Nam? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D.